Ngày 23 tháng 9 nhân kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ thành phố. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Về phía thành phố Hồ Chí Minh có Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhận xét thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất những kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn, từ mong muốn tìm tòi, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng chính là yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước trong giai đoạn mới để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là gương đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định hướng gợi mở nhiều giải pháp để thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tiềm năng lợi thế sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò là đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tổng Bí thư cũng nhắc nhở thêm cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của dân, không để xảy ra những điểm nóng. Tổng Bí thư chia sẻ và bày tỏ mong đợi, tin tưởng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tinh vàng sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đồng bằng Nam Bộ, xứng danh đất thép Thành Đồng, hòn ngọc của Viễn Đông, niềm tin yêu và tự hào của cả nước.